Chiều nay ngày 16 tháng 6, Ban thường trực Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận thêm 3,5 tỷ đồng từ các doanh nghiệp đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 và Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể, công ty cổ phần Vĩnh Hoàng ủng hộ 3 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Khải phát Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng và Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp cũng được công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thạc ủng hộ 200 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khải phát Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng. Công ty cổ phần lương thực Intimex ủng hộ 50 triệu đồng và 10 tấn gạo. Ông Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã chung tay đoàn kết, ủng hộ tích cực cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 cũng như quỹ vắc phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người Đồng Tháp nghĩa tình trong những lúc khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay chống dịch COVID-19, sáng nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã thành lập nhiều đoàn xuống địa bàn các khóm ấp để vận động các tổ chức cá nhân tham gia đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các lực lượng mặt trận tổ quốc, ban ngành đoàn thể, các tôn giáo đã vận động nhân dân, tùy vào điều kiện khả năng của mình, qua vận động bước đầu, số tiền các xã vận động được trên 500 triệu đồng. Trong đó, khu vực biên giới có người dân đóng góp cao, gồm xã Thường Lạc 102 triệu đồng, xã Thường Thế Hậu A 90 triệu đồng. Tình hình vận chuyển buôn bán hàng cấm hay nhập lậu qua biên giới và nội địa trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 vẫn còn diễn ra, so với cùng kỳ năm ngoái có tăng, nhưng giới tính chất nhỏ lẻ. Nguyên nhân là do các lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và địa phương về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bằng các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phối hợp chốt chặn phòng chống dịch COVID-19, kết hợp phòng chống buôn lậu tại các khu vực trọng điểm. Vì vậy, tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu cơ bản được kiểm soát, chưa phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Sở Nội vụ, cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp, tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu luật thi đua khen thưởng và công tác thi đua khen thưởng năm 2021. Nội dung thi gồm tìm hiểu luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định quy chế của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng. Dòng thi tuần bắt đầu từ ngày 5 tháng 7, thí sinh tham gia thi bằng cách truy cập vào website của hội thi tại địa chỉ thi đua khen thưởng.vn, đăng ký tài khoản và ấn nút tham gia để bắt đầu thi. Mỗi thí sinh có tối đa 2 lượt thi mỗi tuần. Ban tổ chức sẽ chọn ra 60 thí sinh tham gia dòng thi chung kết, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2021. Hôm nay, Chủ tịch Ban Nhân Dân Tỉnh quyết định thành lập ban chỉ đạo đề án phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 do ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo đề án phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện. Quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương triển khai hướng dẫn tổng hợp việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 3 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, báo cáo Quỹ ban nhân dân tỉnh. Quỹ ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế hàng tháng cung cấp danh sách phân loại các cơ sở phục vụ phòng chống dịch COVID-19 không thu phí cho công ty điện lực Đồng Tháp để thực hiện giảm tiền điện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận và cung cấp danh sách các đối tượng khách hàng đủ điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch cung cấp thông tin cho công ty điện lực đồng tháp để kịp thời hỗ trợ giảm giá điện theo quy định